Cuốn video hôm nay Thanh Phú kính mời quý vị cùng toàn thể anh chị em mình cùng tham quan một vườn cây bonsai. Vườn cây này có nhiều tác phẩm, hàng xây to, hàng xây khủng quý vị. Trong đó cũng có một số cây thành phẩm và một số cây còn đang nuôi cũng như đang xây dựng. Hiện tại thì Thanh Phú đang đứng phía ngoài một con đường, đây là một con đường quốc lộ. Đây, và Thanh Phú đã đến trước một cái không gian, một khu vườn phải nói cũng khá là rộng. Nhà vườn Sơn Lâm chuyên mua bán cây cảnh bonsai, chậu kiển các loại. Đấy, địa chỉ Phù Cát, Bình Định. Nhìn xa xa thì khu vườn này cũng khá là rộng quý vị, rất có chiều sâu. Đấy, trong đấy là những tác phẩm bonsai, hàng xây lớn. Đặc biệt nơi đây thì những tác phẩm dúi rất là nhiều. Cũng có thể nói là cuốn video hôm nay Thanh Phú mời anh chị em mình cùng bước vào bên trong để chiêm ngưỡng từng tác phẩm. Đây là khu vực phía ngoài. Thanh Phú thấy cũng có hai tác phẩm cũng rất là to. Bên này là một cái cốt dúi cũng khá là đẹp mắt. Bên này là một lão me, phải nói là khá là khủng đó quý vị. Ở phía trong kia là có một cây bằng lăng. Đa phần là hàng xây lớn quý vị. Đây, một lão me, Thanh Phú mời anh chị em mình cùng chiêm ngắm. Đây là phần dưới chân bệ. Thanh Phú thấy cũng có một viên đá núi nè, được rít chặt cái phần ở dưới mặt đế. Về tương lai thì một lão me này được xây dựng các cái bông tán bên trên nữa thì quá đẹp rồi quý vị. Đấy, hiện tại là đang xây dựng. Đấy, bắt đầu những tác phẩm dúi, những cốt dúi đẹp. Đây là một cây bằng lăng rất to. Rồi, Thanh Phú mời anh chị em mình cùng chiêm ngắm. Rất nhiều và rất nhiều những cái cốt dúi đẹp.
cũng có thể nói là những cái bộ cốt rất đẹp mắt, như một cái tác phẩm đứng trước màn hình quý vị cùng anh chị em, một tác phẩm hoàng anh mộc, một tác phẩm dối. Cái này thì thành phố thấy các cái dàn tay cũng đã định hình. Riêng về cốt rất già, và cuốn video hôm nay thành phố mời anh chị em mình cùng chiêm ngắm một số tác phẩm mà cũng có thể nói là rất tiện trang trí cho những cái không gian rộng, có một cái khu vườn lớn, nói chung là một cái nơi thích hợp đặt những cái tác phẩm, những cái cúc dối hay là những cái tác phẩm chủng loại cây khác. Thì anh chị em mình cứ nhấc máy lên liên hệ trực tiếp với nhà vườn. Thành phố có để số điện thoại trên màn hình. Đấy là những cái tác phẩm, những cái cốt dối. Dạ, và đẹp mắt. Đây, bên trong đấy là lập vườn. Và một tác phẩm cổng làng, tác phẩm hoàng anh mộc, anh chị em mình cùng tham khảo. Như phía trên đó thì thành phố thấy nó dính liền. Được phân chi tán rồi quý vị. Về tác phẩm này thì thành phố thấy nó cũng rất là tranh. Nếu mà mình đặt một cái không gian cho nó cao lên tí xíu nữa, đặt trước khu vườn hay ngôi nhà, hay những cái không gian như biệt thự, nhà hàng, khách sạn cũng rất là đẹp. Đấy, từ hai bên, bắt đầu từ ngoài cổng đi vào quý vị. Cái chính ở đây là chủng loại dúi là nhiều. Đấy, có một số cây thì nó cũng khá là đẹp cái phần bông tán rồi. Còn về cốt, anh chị em mình có thích kiểu mẫu, có nhiều cái bộ cốt nó cũng khá là hay, duyên dáng, rất là tranh, và cộng với thiên nhiên. Đây, một tác phẩm dối. Đấy, về kích thước thì anh chị em mình cùng tham khảo với nhà vườn, cứ liên hệ trực tiếp. Một tác phẩm dúi này phần dưới chân bệ rất là cầu kỳ, rất đẹp mắt, có những cái phần đá núi ở bên dưới. Và cũng được xây dựng bông tán cành nhánh. Ồ, phần trên là quá đẹp quý vị.
hầu như nó cũng khá là chỉnh chu cho một tác phẩm. Sự kết hợp giữa thiên nhiên cộng thêm các nghệ nhân được tạo tác chỉnh chu thêm, nên có nhiều tác phẩm, có nhiều cái bộ cốt rất đẹp. Đây có những viên đá núi. Đấy, nói về thời gian thì rất là giá trị. Rồi, anh chị em mình cùng xem lại tổng thể. Số lượng thì nó cũng khá là nhiều, nhưng mà thật sự mình để riêng một tác phẩm, một cái không gian, mình nhìn lên nó mới rất là đẹp quý vị. Mới thật sự mới cảm nhận được cái đẹp của cây. Đấy, tiếp theo cũng là một tác phẩm Hoàng Anh Mộc. Cây này Thanh Phú thấy cái dàn xương, cái dàn râm cũng như là tay cành nó cũng khá là to, râm nó cũng dày rồi, và được chất lọc những cái bộ cốt đẹp. Đấy, mặt đế quý vị xem quá đẹp mắt. Đây là mặt đế. Rất duyên dáng. Anh chị em mình xem và cảm nhận thêm. Thanh Phú cứ chi tiết và quay cho kỹ và rõ. Biết đâu đó là cũng có cái duyên, anh chị em mình sở hữu những cái tác phẩm đẹp, và những cái tác phẩm mà anh chị em mình cảm thấy ưng ý. Khéo cái phần ở trên không quý vị? Về tác phẩm này thì cảm nhận của Thanh Phú là tức là nó đẹp hai mặt quý vị. Đấy, một tác phẩm Hoàng Anh Mộc khá là đẹp mắt. Và tiếp theo phải nói là công nhận là được chất lọc những cái bộ cốt đẹp. Đây anh chị em mình xem trước màn hình. Đấy, như một cái chiếc cổng, một cái cổng phải nói là nó liền tích ở trên bên trên đó quý vị. Tác phẩm này thì cũng đã định hình. Đấy, vào một cái chiếc chậu, một cái bầu chậu này rất đẹp mắt. Khá là chỉnh chu. Đấy, xa xa bên trong thì tiếp tục
những nghệ nhân đang xây dựng và tạo tác đã định hình ở bên trong quý vị. Còn về Lộc Vừng, đây một cái bộ cốt Lộc Vừng quá khủng khiếp này. Mà cái tỷ lệ chiều cao là phải nói là rất là hạn chế. Nhưng mà cái hoành, anh chị em mình xem cái hoành này, cái vành của nó là phải nói là quá to. Lộc Vừng cũng có phần hơi bị hiếm quý vị. Đấy cũng khá là chỉnh chu. Quá đẹp. Rồi, để trở lại một cái tác phẩm rất là tranh, y như một cái cổng làng không quý vị. Đẹp ạ. Đấy, tiếp tục anh chị em mình cùng chiêm ngắm. Thật sự mà nói mà rất nhiều bộ cốt rất đẹp mắt. À, xa xa bên trong anh chị em mình để ý có một cái tác phẩm Hoàng Anh Mộc, một cái bộ cốt bay mà phải nói là thật sự mà để chất lọc và siêu tầm một cái bộ cốt đẹp nó cực kỳ là khó. Nó nằm bên trong quý vị. Để Thanh Phú cố gắng để chi tiết anh chị em mình cùng ngắm. Những cái form dáng như này là anh chị em mình rất tiện trang trí những cái không gian, đặc biệt nó đẹp. Đấy, tác phẩm này định hình đã xong rồi, nuôi cái dàn cán, dàn tay được tạo ra rất là chi tiết và tỉ mỉ. Tiếc quá, một tác phẩm nằm bên trong, tác phẩm đẹp. Rồi, Thành Phú sẽ cố gắng để anh chị em mình cùng xem. Anh chị em mình thấy một cái cần bay không? Nó lắc mà nó già mà nó nu. Đẹp mắt chưa? Những cái tác phẩm như này, những cái form dáng, nếu mà anh chị em mình có những cái hòn non bộ hay hồ cá hay những cái không gian, những cái đồi cỏ, anh chị em mình đặt cái tác phẩm này vào thôi. Đấy, rồi đứng xa xa mà chiêm ngắm. Quá tuyệt vời. Đấy, cũng có thể anh chị em mình nhấc máy lên, liên hệ trực tiếp nhà vườn cùng tham khảo và giao lưu tác phẩm. Rồi, vẫn tiếp tục quý vị. Một tác phẩm Hoàng Anh Mộc
những cây mà xây dựng cũng khá lâu rồi quý vị, đã định hình, vẫn tiếp tục mình nuôi cán nuôi râm thôi, tức là dần tay nó cho lực râm dày đấy, rất đẹp mắt. Một tác phẩm này nó giống như một đại gia đình. Ở phần bên dưới ở trưng bày, anh chị em mình xem có rất nhiều cái con tử. Trên nó cũng khá là hay, nó vót lên trên. Nói về hàng xây đại mà nó có một cái tỷ lệ kích thước nó khá là phù hợp thì anh chị em cùng cảm nhận và xem. Đấy, một cái tác phẩm mà rất là cân xứng về form dáng. Rồi, anh chị em mình cứ nhấc máy lên, cũng có thể là chụp lại màn hình, liên hệ nhà vườn cùng tham khảo. Những tác phẩm như này mà đặt vào những cái vị trí mà những cái không gian đó quý vị, hoặc là những cái khu vườn rộng, nói chung là những cái không gian thích hợp đó quý vị, thì lúc ấy một tác phẩm nó mới nổi bật lên. Chứ còn nơi đây thì Thanh Phú cảm nhận là phải nói là gì nó đâu quá nhiều, cũng có thể nói là Thanh Phú ghi hình và chia sẻ nó cũng rất là bị hạn chế. Có gì thiếu sót không rõ thì anh chị em mình cứ liên hệ nhà vườn để tham khảo thêm. Rồi, vẫn tiếp tục quý vị. Đấy, mỗi cái bộ cốt nó có mỗi cái một cái đẹp khác nhau. Mỗi cây nó có mỗi cái giá trị. Đây, anh chị em mình cùng xem. Thật là đã mắt mà khi mà được chiêm ngắm, bước vào một vườn bonsai mà toàn là những hàng to không quý vị, những cái size lớn. Đấy, có những cái bộ cốt phía sau. Đẹp quá. Đấy, có rất nhiều cái bộ cốt ở phía sau. Đẹp mắt không quý vị. Và tiếp tục Thanh Phú mời anh chị em mình cùng ngắm một tác phẩm hoàng anh mộc. Đấy, trước màn hình quý vị cùng anh chị em. Tác phẩm này Thanh Phú thấy xây dựng cái dàn tay cũng khá là tương đối. Cái phần tán bên trên. Đấy, phải đẹp không quý vị? Rồi về cốt nè, mặt đế nè. Và những viên đá núi.
Ồ, thế vậy chứ là khá là tuổi đời khá là lâu rồi quý vị, rất già. Đấy, cái dàn tán bên trên. Đấy, về thiên nhiên thì anh chị em mình xem. Bên trên rất là đẹp, tất cả các cái tay mà phải nói là những về thiên nhiên nó rất là khôn quý vị, vô tình mà tạo nên những cái nét đẹp theo thời gian. Đẹp quá. Ô, mặt bên này thì cũng quá là tuyệt vời nè. Nếu anh chị em mình mà thích chủng loại như hoàng ảnh mộc, những chủng loại dúi, xem cái bộ da và tất cả cái phần nu của cây á, qua năm tháng cũng như thời gian, về thiên nhiên nè, quá tuyệt vời không quý vị. À, thành phố lùi xa, anh chị em mình cùng chiêm ngắm lại tác phẩm này, quá đẹp không quý vị. Đấy, anh chị em mình cứ chụp màn hình liên hệ với nhà vườn cùng tham khảo và sở hữu tác phẩm quý vị. Tiếp tục quý vị. Đây là những cái hàng size nhỏ hơn, cũng khá là nghệ thuật. Và những cái bồ cốt này, nhìn thấy mê không quý vị? Y như một cái mà một cái củ cốc này, y như một cái phiến đá mà đấy, anh chị em xem và cảm nhận. Nó khéo cái phần này nè, giống như mà một cái phần cổ này. Đây, phần này thấy mới rõ hơn nè quý vị. Và Thanh Phú chia sẻ một tác phẩm Lộc Vân. Đấy, cũng có thể là anh chị em mình có những cái không gian mà nó bị nhỏ hẹp ở sân vườn. Không gian có nghĩa là bị hạn chế quý vị. Thì có một số tác phẩm hàng nhỏ hơn. Đây, Lộc Vân. Đẹp chưa?
rất non. Cây này cũng đi vào chế độ chơi rồi quý vị. Rồi, anh chị em mình có nhã ý thì cứ nhấc máy lên, liên hệ trực tiếp nhà vườn, tham khảo tác phẩm Lộc Vừng hoặc là những tác phẩm khác có nhiều cái xây kích khác nhau, hoặc là những cái form dáng thích hợp để anh chị em mình sở hữu. Và cũng như anh chị em mình xem hết cái cuốn video này, có cả xanh nữa quý vị. Tác phẩm xanh. À, chào em. Chào anh. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục mình công việc hàng ngày. Rồi, ok em. Thì hôm nay cũng có dịp anh Phú ghé qua khu vườn của mình. Hôm nay thì thấy quá nhiều tác phẩm em ơi. Những cái hàng size lớn, đặc biệt những cái tác phẩm dúi em. Phải nói là anh rất là thích, rất là mê. Sớm giờ anh đi từ ngoài vào chia sẻ cho anh chị em xem, mà phải nói là nó trùng bước luôn á. Không thể nào mà có. Vì có nhiều cái form dáng cũng như những cái cây về thiên nhiên, phải nói là đẹp mắt, cộng với những cái sự tạo tác của anh em nghệ nhân nữa, đẹp quá. À, mình đang làm tác phẩm tùng hả? À, cũng khá là đẹp ha. Bộ cốt đẹp ha, giống như cái bản đồ Việt Nam hình chữ S. Rồi em cứ làm đi. Chia sẻ để anh chị em cùng xem. À, đây là Lộc Vừng. Tác phẩm Lộc Vừng có bộ cốt đẹp, được xây dựng dàn cán dàn tàn, khá là hay. Đấy anh chị em xem, nuôi dàn tay lực lộc đỏ. Đấy cũng là Lộc Vừng. Và có những cái tác phẩm cũng như những cái bộ cốt ở xa xa phía trong, những tác phẩm dúi, những tác phẩm Hoàng Anh Mộc. Cái tác phẩm này là khéo quá quý vị. Anh chị em mình xem này, giống như một cái chiếc cúp đó. Đấy, nó lên cái phần trên này. Những tác phẩm như này anh chị em mình có những cái biệt thự, nói chung là những cái không gian mà rộng quý vị. Đặt những cái tác phẩm này vào phải nói, quý vị xem
khéo chưa. Đấy, về kích thước thì phải nói là cũng khá là to, cao. Đấy, được định hình phân tán. Đây, ốp cái chủ bên trên anh chị em xem đẹp mắt không? Đấy, có những tác phẩm ấy thì anh chị em mình cứ liên hệ nhà vườn để tham khảo thêm. Có rất nhiều tác phẩm, đặc biệt là dòng dúi Hoàng Anh Mộc. Rồi, vẫn tiếp tục một tác phẩm Hoàng Anh Mộc ở bên trong này. Cây này chi tán, dạng cán cũng như dạng tay, to, râm dày. Cây này cũng khá là hoàn chỉnh rồi quý vị. Đây, bộ bệ này. Chị em mình xem là rất là hay nè, hay cái chỗ về cái thân, thân nó có những cái khía ấy, nó chạy sóng, nó chạy sóng rất là đẹp. Đấy, nó chạy sóng vào cái bộ da, nó làm nổi bật về phần thân. Đấy, dàn chân bề. Đấy, anh chị em mình xem để ý cái dàn tay bên trên. Về tác phẩm này nuôi cũng lâu rồi, tức là nó to hết, râm dày. Sự mà giống như một cái tác phẩm, một cây cổ thụ. Thấy dàn chân, dàn đế trải đều. Ui, phía bên này thì cũng quá là đẹp nguyên. Về cái phần cốt, những cái đường sóng đẹp chưa. Còn chân thì dàn chân này tuyệt vời rồi quý vị, chạy đều bốn bên, là đẹp. Đây, những cái tác phẩm nhỏ 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 đây quý vị. Và đây là một cái túc gọi là cái sọt, có một cục thân nhưng mà đọt đỏ. Lá này hình như là lá xẻ sao quý vị, lá xẻ nó rất là nhỏ. Cục này cũng hay. Anh chị em mình mà có yêu thích thì cứ liên hệ để tham khảo và giao lưu cái tác phẩm này. Cái tác phẩm, cái túc, cái sọp quý vị. Một cục luôn nha quý vị. Rất là cầu kỳ nè. Cũng hay, rất là hay.
cái lộc vừng đang bung bông. Form này là kiểu như một cái thế của người đang đứng này, nhưng mà hàng xây sẽ to quý vị, lộc vừng mà hàng xây khủng này. Y như một cái thế của một người mà đấy đang đứng, như một cái dáng phân nhân. Ừ, cũng khá là hay quý vị, cái phần trên nè. Về bệ đế thì rất đẹp, nó cầu kỳ cái phần trên. Đấy, anh chị em mình xem và để ý. Đấy, cây đang rớt bông, sắp tới thì nó buông xuống kín cả cây. Đấy, anh chị em mình có những cái không gian rộng. Tác phẩm này cũng khá là thích hợp để cho anh chị em mình sưu tầm. Đấy, mặt đế. À, bên này là có một tác phẩm sung. Nếu anh chị em mình có túc rồi thì sưu tầm thêm một tác phẩm sung. Đấy, bộ cốt dạng tán. Đấy thì không phải là tầm đại thì cũng là tầm trung, nhưng mà cốt đẹp. Nó vặn cốt đi rất là hay nè. Đấy, một tác phẩm sung. Rồi, và tiếp tục Thanh Phú mời anh chị em mình đi sâu vào bên trong. Đây là một tác phẩm cốc mà hàng xây lớn. Ồ, bộ cốt đẹp. Cốc thì đa phần là những cái bộ cốt nó khá là cầu kỳ đẹp mắt, được chất lọc. Đấy, anh chị em mình xem, bộ cốt quá đẹp. Đặc biệt cái dàn chân. Dàn chân quá tuyệt vời. Anh chị em mình xem và cảm nhận. Cốc, nếu mà đặt trước sân nhà hay khu vườn, nhà hàng hay khách sạn, biệt thự, những cái tác phẩm như này thì thôi, anh chị em mình là chỉ thưởng trà ngắm cây là quá. Nhìn tuyệt vời không quý vị. Cũng có thể là thiếu một chiếc chậu đẹp. Nếu mà mình cho vào một chiếc chậu đẹp nữa, nó phù hợp với một cái dáng thế cây, thì lúc ấy thì quá tuyệt vời. Rồi, Thanh Phú mời anh chị em mình xem phía bên này. Bên này quá cầu kỳ đẹp mắt. Khi mà anh chị em mình trang trí đó, về các mặt đều đẹp.
để anh chị em mình xem. Bắt đầu bộ chân này, anh Phú sẽ đi mấy gần. Quá đẹp mắt quá vậy. Có những cái phần nu trên thân. Nó chạy những cái phần rễ rất là khôn. Đẹp. Đang trái bên trên. Trái thì anh chị em mình yên tâm, những tác phẩm như này thì nó cho trái liên tục rồi quý vị. Thường trà, ngắm cây, ngắm trái. Đây, bên này cũng có một tác phẩm cốc. Cái hệ cốt này phải nói là cực quái quý vị. Cũng đang hoa, đang trái. Đây kiểu hình thú, anh chị em hình dung ra được. Đây về cái hướng bên này, anh chị em mình xem. Phải xây tầm trung. Đấy, quá tuyệt vời quý vị. Rồi anh chị em mình cứ nhấc máy lên, liên hệ nhà vườn. Đây cũng có một tác phẩm linh sam đang hoa nữa, rất già. Vẫn trở lại một tác phẩm cốc đẹp mắt. Hay không quý vị, nó đứng có bốn chân ở dưới. Đấy, thành phố đã đi gần này. Đẹp chưa? Để vào một chiếc chậu thích hợp nữa thôi quý vị. Trên một cái thân này đẹp chưa? Đẹp tắt. Đấy, thì một cái không gian, một khu vườn. Đây là vườn cây bonsai Sơn Lâm, Phù Cát, Bình Định. Thì hôm nay cuốn video này Thanh Phú cũng ghé qua, cũng như thăm vườn và chia sẻ một số hình ảnh cũng như những tác phẩm bonsai có những hàng xe kích lớn, đặc biệt là chủng loại dúi. Đấy, hàng xe lớn. Thì trước đó quý vị cùng toàn thể anh chị em mình xem hết video. Nếu có nhà ý với tác phẩm nào hoặc là những cái thông tin khác thì anh chị em mình cứ nhấc máy lên, liên hệ nhà vườn. Rồi, trước khi kết thúc cuốn video này, Thành Phú chân thành cảm ơn quý vị cùng toàn thể anh chị em đã đồng hành cũng như bỏ chút thời gian xem hết video và ủng hộ cũng như theo dõi kênh. Thành Phú chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Và đừng quên để lại cho Thành Phú một đăng ký kênh, like, một chia sẻ. Hẹn lại quý vị cùng anh chị em những cuốn video như những tập tiếp theo từ các nhà vườn để giao lưu bonsai. Rồi, Thành Phú xin chào.